Dạ bọn quá. Được anh. Luôn. Ai có lối sống tốt hơn các bạn ạ? Có một cái lối sống nó lành mạnh hơn. Không biết nghĩ đến ngày mai hơn. Mặt anh rổ quá. Ừ. Này gọi là mặt rổ á. Rổ và cá rổ. Ừ đấy, đi đấy. Không còn sống chỉ biết mỗi hôm nay nữa. Cái lối sống chỉ biết mỗi hôm nay là kiểu nó sẽ miên man sang đến là đến đêm xong rồi đeo muốn ngủ để gọi là giữ lại ngày hôm nay. Đeo biết là cuộc đời nó vẫn còn dài. Như tâm sự đâu. Ờ, nắng chiếu vào người là tốt. Gọi là quang hợp. Hôm nay mình ra quang hợp với các bạn cây. Ký là bóng. Đấy, hôm nay live stream của chị đơn giản là để thông báo cho các bạn biết là mình đang có một cái lối sống nó thực sự là tích cực, lành mạnh. Nói thật, Lucid. Chic hơn. Hôm qua mới phát hiện ra là Mastery Thảo Điền có dán. Okay. Nắng chiều đâu tốt đâu anh ạ. À? Ờ, không tốt với em thôi, tốt với anh. Tùy mà, tùy người nó mới tốt đấy. Hiểu không? Sự giá vãi lồn luôn. Đây, mà người bạn ngoài. Bạn ấy tên là Phất. Họ Ngô tên là Phất. Tên đệm là Phạm. Đấy, là Ngô Phạm Phất. Ngô tên Phất. Tiệm là Phảng. Là Ngô Phảng Phất. Quý bạn này lắm. Nói chung là trăm cây. Tên là Phất, gọi nhau là Phất thôi. Thì tên là Pháp. Mã hiệu là số 8. Bình thường anh hay làm gì vậy ạ? Trả lời câu hỏi này thì thực sự là bình thường thì anh vẫn làm những việc mà bình thường anh làm thôi. Còn cơ bản là không có khái niệm bình thường ấy, đến dạo này mới có khái niệm bình thường. Còn đợt trước là không có khái niệm bình thường, nó cứ bất thường ấy, nó cứ đi diễn liên miên. Sau đợt này thứ tư rồi nó. Ui. Có cả 70. Nhưng mà không như cầu kiếm bồ em ạ. Lên diện lại lần. Ok ạ. Dự định cho tương lai sau này không ấy, phải thật luôn em. Đúng rồi đấy, đi này. Hồi trước nghĩ là bị nghĩ ngắn đấy, xong rồi nhận ra mình cũng chả có cái gọi là cái dự định tương lai gì cho mình. Mình 5 năm sau mình làm gì mình đéo biết. Em bây giờ bảo mình biết không, mình đéo biết. Cứ thật là câu chuyện là như thế, mình đéo biết thật. Nhưng mà được cái là bây giờ mình tự tin hơn, là kể cả mình có đéo biết thì nó cũng đéo sao hết. Feel.
dùng filter. Nhìn không quen đúng không? Anh Thành bảo đi mà tôi ở mặt lưu manh. Đéo hiểu từ gì. Thôi ăn gì á? Thôi anh ăn mì. Anh có bao giờ bị writer block không? Gọi là đang viết nhạc nhưng mà đéo viết được nữa. Có bao giờ bị thế chưa? Để giải quyết cái tình trạng ấy thì nói chung là không biết phải làm gì, nhưng mà để nói ra để cho nó đấy thôi. Để đi không, bây giờ mình tập bỏ thuốc lá à, không thuốc lá nữa đấy. Xong rồi các bạn thấy không đấy, mặc áo rồi lên live stream mặc áo, gọi là bởi vì mùa trước mình nghĩ là đi lại mình nổi tiếng một đợt xong rồi nó hết đấy, xong rồi đéo quan tâm mình nữa, thế là mình cứ kệ mày. Xong bây giờ nhận ra là đéo phải, như là đéo phải. Một khi mà đã nổi tiếng rồi là mày nổi tiếng tiếp. Cho nên khi nào mày bị những cái gọi là vấn đề đạo đức, hay là vấn đề gọi là nó nghiêm trọng, mà cũng khi nghiêm trọng rồi cũng đéo làm sao. Không, chắc là làm sao đấy. Với mình thì chắc là làm sao. Mình không có những cái chống lưng ở đằng sau. Nên là mình chắc là cũng làm sao tránh những cái vấn đề đấy ra. Sẽ là một khi mà đã được sự chú ý thì mọi người sẽ chú ý thôi. Kể cả là xin lỗi chị Rose là nhỉ? À thì chắc là dị dạng ấy. Nhắn tin là pháp luật là thượng tầng của xã hội mà. Bảo bị chơi ngải, không biết là có bị chơi ngải hay không, nhưng mà thực ra là có khi là cái lối sống đó, lối sống là cách sinh hoạt của mình cảnh quan ngoại. Ngoài Thanh Nga là ai? Tòa lâu đài đấy à, là lâu đài màu xanh ấy. À, tối đi áo nào bật nhạc lắc luôn thì tối luôn nào bật nhạc lắc từ 8 giờ tối đến 11 giờ là bắt đầu tắt, nó thành cái thông lệ. Thực ra cũng không phải trưởng thành, anh em điểm sao ấy, trưởng thành nó là một cách nói thôi. Thực ra đấy là bị già boomer, không chạy theo được cái thế hệ tiếp theo đó, thì nó gọi là trưởng thành. Tôi thấy cái từ đấy nó cũng kéo không thích. Trưởng thành là khi mình nhận ra mình vẫn còn ngày mai ngày kia và một cuộc đời còn khá dài phía trước, mặc dù là mình đã đi được 24 năm rồi, nhưng mà cảm giác là mình đã chả biết cái đéo gì. Thì đúng rồi, nhận biết nhận ra mình không biết cái gì, xong rồi để mình gọi là tiếp tục mình tìm hiểu thêm ấy. Xong rồi phải chiến đấu với cả gọi là tiêu cực và tích cực. Có những lúc mình phải tự kéo mình lên.
Đấy, các em gái gọi anh là hello chú rồi đấy. Là biết là già rồi. Hết đát rồi. Outdate rồi. Hello chú rồi. Nhưng mà ai còn quân à? Chịu, đáng biết. Yêu cây xanh. Cây xanh làm nó có cái gọi là sở thích nuôi cái cây đấy. À, răng vàng hút thuốc nhiều, răng vàng vàng răng.